Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì 1 đến 2 ngày tới, cơn bão Ma-on ở phía đông Philippines sẽ đi vào Biển Đông. Và diễn biến của cơn bão này như thế nào để chúng ta sẽ cùng cập nhật cùng biên tập viên Thanh Tùng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tại thời điểm này có thể nói là bão Ma-on ít có khả năng đổ bộ vào đất liền của nước ta. Với hướng đi chủ yếu là Tây Tây Bắc, thì theo dự báo đến khoảng sáng ngày thứ Tư 24 tháng 8, bão sẽ đi vào Biển Đông. Và sau đó đến chiều của ngày 25 tháng 8 sẽ đi vào đất liền phía nam của Trung Quốc và sau đó tiếp tục suy yếu dần.